Phương pháp 1 trước khi bạn bắt đầu. 1. Đăng nhập, login, tạo một tài khoản trên Wikipedia. Đăng ký một tài khoản trên Wikipedia. Lưu ý là bạn chỉ có thể khởi tạo các bài viết sau khi bạn đã đăng nhập. 2. Chuyên tâm tìm tòi. Hãy học cách chỉnh sửa trang trên Wikipedia và đọc 5 nguyên tắc hoạt động cơ bản. Phương pháp 2. Bắt đầu dịch. 1. Tìm một bài viết cần dịch. Ví dụ như tìm trong Wikipedia tiếng Anh những bài viết không có liên kết đến bản dịch tiếng Việt. Wikipedia đã lập một công cụ có thể tìm thấy ở đây để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm những bài viết chưa có trang dịch. 2. Bắt đầu dịch. Tránh dùng những công cụ dịch thuật không chính xác như Google. Công cụ Google Dịch được dùng dịch những từ ngữ ngắn chứ không phải toàn bộ bài viết. Nếu bạn đang tin tưởng vào những công cụ dịch như vậy thì đừng dịch bài nữa. 3. Lưu thay đổi. Sau khi thêm phần dịch vào bài viết của bạn trên một trang Wikipedia bằng ngôn ngữ khác, hãy lưu các sửa đổi của bạn. Viết trong phần tóm lược sửa đổi rằng bạn đã dịch bài viết này từ bài viết tiếng Anh hoặc từ bất cứ ngôn ngữ nào bạn dịch. 4. Thêm liên kết thể loại đến bản tiếng Anh. Hãy viết hai dấu ngoặc vuông, mã ngôn ngữ và bài viết theo bản ngôn ngữ của nó.